Đừng sợ bà Len. Bà Len an ủi mày giống như hù ta vậy hả bà Len? Bà Len đừng có nói cái giọng đó được không? Mày Len nói giọng bình thường đi. Giọng bình thường của bà Len là như vậy mà. Thương chị Phương không? Con thương. Chị Phương có đẹp không? Chị Phương đẹp, đẹp. Chị Phương đẹp lắm. Bà Len biết không, con mới gặp với chị Phương mấy lần à. Mà con thấy chị Phương dễ thương lắm bà Len. Dễ thương mà luôn tạo cho người ta cái cảm giác an toàn luôn á bà Len. Mà con thấy cuộc đời này bất công lắm bà Len. Một người mà luôn tạo cho người ta cái cảm giác an toàn như vậy mà phải đi sớm. Trong khi đó những cái người mà luôn tạo cho người ta những cái cảm giác sợ hãi, luôn luôn làm cho người ta mất hồn khi mà xuất hiện á, thì còn sống dai sống mãi. Một người mà già nua cằn cỗi. Trả con tôi đây. Trả con tôi đây. Con không, con nói bà Len, con không có nói vậy. Nhưng mà con thấy bà Len cũng giống chị Phương. Bà Len cũng hiền hậu này, bà Len có cái mái tóc dài trắng nhìn giống như bà Tiên. Giống y như bà Tiên, giống bà Tiên. Con có ý vậy. Ngọc. Dạ. Tại sao con lên đây? Anh Tâm nói lên đây để phụ anh Tâm chăm sóc bà Len. Sợ bà Len không? Nó sợ chứ. Con muốn chăm sóc bà Len không? Không. Vậy thì về đi. Về đi, về đi. Cha con tôi đi, cha con tôi đi. Về.